Đang ghi gì vậy? Ghi menu tháng cuối để nấu cho em ăn nè. Có cái bảng xịn quá vậy. Hạt ốc chó à. Có nấu được gì không? Ăn chè không? Ăn. Để tôi mang cái thánh chỉ lên tủ lạnh đó. Lần trước nấu chè mè đen thấy có nhiều bạn cũng thích lắm. Đây để tôi nấu luôn hàng xóm của nó là chè ốc của thằng bạn thân cho các bạn tham khảo nha. Sau khi chừng sơ hạt để cho nó sạch với lại bớt vị nhẫn á, thì có thể cho vô nồi chiên không dầu hoặc lò nướng để sấy trong vòng 15 đến 20 phút cho nó dậy mùi thơm. Sau khi sấy xong để nguội thì cũng giống như là mè đen thôi. Mình sẽ cho hạt vô máy xay với một chút nếp đã ngâm. Tỷ lệ nguyên liệu thì tôi sẽ để cuối clip nhé. Này vì tôi không muốn ăn đặc quá cho nên tôi sẽ để ít nếp lại. Theo là công đoạn lọc qua một cái rây. Rồi quay lại nồi chè, sau khi nấu tan đường rồi có thể cho hỗn hợp sữa hạt vô. Sau đó cho thêm một chút xíu sữa đặc. Bạn nào muốn thì có thể không cho nhé, nhưng mà có sữa đặc nó sẽ béo hơn. Cuối cùng tôi sẽ nấu một chút trôi nước cho vào nhai cho nó vui miệng. Công thức và tỷ lệ tôi sẽ để ở đây nha. Cái trôi nước nữa hả? Ừ. Ngon quá vậy? Ngon hơn chè mè đen. Nhưng mà không hợp lắm. Được. Thôi anh bớt đường rồi. Ừ. Cho thêm sữa đặc chưa?